growing thing. Từ trước đến nay, nhà thuốc bên mình có bày bán khá nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Nhưng hiếm có một cái sản phẩm nào mà thu hút được sự quan tâm và tìm hỏi mua tăng đột biến như viên ngọc trắng da Glutathione. Từ đầu năm 2020 này, rất nhiều khách hàng đã quan tâm và tìm hỏi mua viên ngọc trắng da Glutathione. Ngay lập tức, chúng tôi đã quan tâm và tìm hiểu về sản phẩm này. Qua các đánh giá của các chuyên gia đầu ngành cả trong và ngoài nước, chúng tôi được biết đến sản phẩm này là một sản phẩm mới trên thị trường, đã được bày bán tại 6 quốc gia trên thế giới. Sản phẩm này có tác dụng làm trắng đẹp da và bảo vệ sức khỏe rất tốt. Có lẽ đây sẽ là một sản phẩm với sắc đẹp sẽ được quan tâm và đón nhận nhiều nhất trong năm nay. Glutathione được bào chế dưới dạng viên nhuận dưới lưỡi, giúp hoạt chất của L-glutathione được thẩm thấu trực tiếp qua niêm mạc, tránh được sự trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy bao bì của sản phẩm cũng được thiết kế rất là đặc biệt. Đây là công nghệ ép vỉ hai lớp độc quyền sáng chế của châu Âu EP, giúp cho sản phẩm tránh được sự oxy hóa và các tác nhân gây ảnh hưởng đến cấu trúc của viên ngậm. Bởi vì chúng ta biết rằng hoạt chất L-glutathione rất dễ bị oxy hóa và làm mất tác dụng của thuốc. Từ cái khâu bao bì mà đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng như vậy, chúng ta có thể thấy được tâm huyết và các công sức của các nhà khoa học đã đầu tư vào sản phẩm này. L-glutathione là một sản phẩm làm đẹp dành cho chị em phụ nữ. L-glutathione là một trong những hoạt chất làm trắng da toàn thân và chống oxy hóa hiệu quả nhất hiện nay. Cái viên ngậm glutathione ấy có thành phần chính là L-glutathione. Nó làm trắng da theo cái cơ chế tăng cường sắc tố melanin sáng và giảm các cái sắc tố melamin tối, làm cho làn da của chúng ta sáng trắng một cách tự nhiên. Về cái khả năng chống oxy hóa ấy, thì chắc chắn mọi người cũng không thể tưởng tượng được đâu. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này nhé. Một cái cây đinh ta để ra ngoài trời ấy, thì nó sẽ bị rỉ sét và từ từ nó bị ăn mòn đi mỗi ngày. Thì cơ thể chúng ta thì cũng thế thôi. Nó giống như cái đinh ấy. Mỗi ngày đều bị các cái yếu tố như là khói bụi này, nắng này, stress này, làm cho cơ thể của chúng ta bị lão hóa dần. Thì cái glutathione này sẽ trung hòa các cái gốc tự do của các cái tác nhân oxy hóa này để bảo vệ tế bào, nên nó có tác dụng ngăn ngừa lão hóa rất là tốt. Có một cái công dụng rất là đáng lưu ý của cái glutathione này ấy, đó là tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp sức đề kháng của cái cơ thể chúng ta mạnh mẽ hơn trong cái việc mà nó dọn dẹp các cái chất không cần thiết và bảo vệ cơ thể khỏi các cái tác nhân gây bệnh, đặc biệt là các cái vi khuẩn, các cái virus. Glutathione ấy được bào chế dưới cái dạng viên ngậm, nó tan ở dưới lưỡi. Cái dạng này thì có lẽ còn xa lạ với chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta, nhưng mà ở các cái nước phát triển ấy thì nó rất là phổ biến. Không giống như các cái dạng viên nén hay là viên sủi, mà cái lượng L-glutathione này ở dưới cái dạng viên ngậm ấy thì nó được hấp thu tới 98% nhờ cái cơ chế thẩm thấu cái dưỡng chất qua cái mạch máu ở dưới lưỡi và niêm mạc của chúng ta. Từ đó mà glutathione sẽ tăng cường cái quá trình tổng hợp sắc tố melanin sáng thay vì tổng hợp các cái sắc tố melanin tối. Kết quả là cái các cái thâm nám trên gương mặt của chúng ta, các cái tàn nhang của chị em chúng ta nó sẽ mờ dần và làn da của chúng ta sẽ dần dần sáng và đều màu hơn. Với cái kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm ấy, thôi tôi nhận thấy cái sản phẩm glutathione này nó thực sự có tác dụng rất là tốt. Phải nói đây là một cái sản phẩm rất đáng tin cậy mà tôi khuyến nghị chị em chúng ta nên sử dụng nó.
Xin chào mọi người, hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mà mình đã sử dụng và cũng như cảm thấy nó mang lại hiệu quả rất là tốt. Đó chính là viên ngậm làm đẹp da và tăng sức đề kháng. Sản phẩm này thì có tên là Glutathione. Mình được một người bạn sinh sống tại Singapore giới thiệu cho mình sử dụng sản phẩm này. Khi mà được người bạn giới thiệu thì mình cũng có tìm hiểu thêm và được biết rằng là sản phẩm được bán trên 6 nước trên toàn thế giới. Khi đó thì mình cảm thấy rất là an tâm và mình đã mua về sử dụng. Một hộp của nó thì mình sử dụng được khoảng 15 ngày. Đây, mình sẽ ngậm như này và sử dụng được khoảng 15 ngày. Thì sau khi sử dụng đến hộp thứ hai thì mình đã thấy thay đổi hoàn toàn luôn. Đó chính là mình cảm thấy làn da của mình mềm mịn hơn trước rất là nhiều, không còn khô ráp và cảm thấy là căng tràn sức sống luôn. Khi mà mình sử dụng kiên trì, mình sử dụng 3 tháng thì còn khác biệt nữa, đó chính là mình cảm thấy là các vết thâm nám này cũng như là các vết chân chim ở dưới đuôi mắt ấy thì nó biến mất hoàn toàn luôn và da mình bật sáng lên hẳn một tông. Khi đó thì mình đi ra ngoài mình chỉ cần đánh một chút son là đã thấy xinh rồi mà không cần phải lỉnh kỉnh trang điểm tốn thời gian như trước nữa. Mình có tìm hiểu và được biết thêm rằng là sản phẩm Glutathione nó còn giúp cho mình tăng sức đề kháng ở bên trong rất là tốt, da ở bên ngoài đẹp và sức khỏe rất là tốt. Khi đó thì mình không còn phải bị ốm lặt vặt hay là phải thường xuyên phải hắt hơi sổ mũi như ngày trước nữa. Mình cảm thấy sử dụng sản phẩm mình thấy rất là hài lòng. Sau khi mà mình sinh em bé thì da của mình xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn ở hai bên hốc mắt, nám tàn nhang cũng xuất hiện rất là nhiều. Mình cảm thấy rất là mất tự tin khi mà giao tiếp với đồng nghiệp hoặc là gặp đối tác. Sau khi mà được may mắn được một chị bác sĩ da liễu, chị ấy tư vấn cho một cái dòng sản phẩm này thì mình có mua về và dùng thử khoảng 2 tuần. Mình cảm thấy rất là hiệu quả. Nám thì cũng giảm dần, nếp nhăn thì cũng giảm đi một cách rất là rõ rệt. Da thì cũng trắng lên, bật lên 2 tông. Mình cảm nhận là mình trẻ da khoảng 10 tuổi. Và gặp đồng nghiệp, mọi người cũng khen là ôi dạo này Huyền Anh trẻ thế. Đặc biệt nhất là chồng mình lúc nào cũng khen là dạo này trẻ và đi đâu cũng muốn mình đi cùng. Glutathione, viên ngậm trắng da cao cấp từ Italy. Glutathione, viên ngậm trắng da, tăng sức đề kháng giúp người dùng đạt sức khỏe tối ưu và vẻ đẹp rạng ngời. Glutathione, nhãn hiệu tiên phong trong việc bào chế viên ngậm dưới lưỡi từ Italy, giúp trắng da từ một năm trở lại đây. Viên ngậm trắng da Glutathione sở hữu quy trình bào chế và sản xuất khép kín bởi nhà máy Ifarma Cento, Italy. Ifarma Cento, nhà máy đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất dược phẩm và thực phẩm bổ sung hàng đầu tại Italy. Công nghệ ép vỉ 2 lớp độc quyền sáng chế châu Âu EP giúp bảo quản viên ngậm khỏi sự oxy hóa và các tác nhân gây ảnh hưởng tới cấu trúc viên. Glutathione được bào chế dạng viên ngậm dưới lưỡi giúp hoạt chất L-glutathione được hấp thụ trực tiếp vào niêm mạc miệng, tránh sự trao đổi chất của cơ thể. Với các tên gọi khác nhau, Glutathione vẫn giữ vững vị trí viên ngậm trắng da số 1 ở khắp các quốc gia trên thế giới. Sau khi sử dụng đến hộp thứ hai thì mình đã thấy thay đổi hoàn toàn luôn. Da trắng sáng và sờ vào da thì mình rất là thích ấy. Mình cảm nhận là mình trẻ da khoảng 10 tuổi. Glutathione, tinh hoa từ khoa học đem tới cho bạn vẻ đẹp hoàn hảo. Glutathione, viên ngậm trắng da cao cấp từ Italy.